Ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã không xuất hiện tại điểm nóng Đồng Tâm như mong đợi, sau khi dân làng tại đây đã thả 18 công an, khiến tình hình càng thêm bùng nhùng và rối, theo nhận xét của một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam. Nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng cảnh báo, nếu cứ theo đà này, người dân ở các nơi sẽ kéo về Hà Nội và đồng thời phản ứng tại địa phương. Theo tin từ các luật sư giữ vai trò trung gian giữa dân làng Đồng Tâm Mỹ Đức và chính quyền Hà Nội đưa ra ngày 17 tháng 4, thì ông Nguyễn Đức Chung hứa sẽ đến gặp và thương thuyết với người dân vào ngày 18 tháng 4, sau khi nói chuyện với họ qua điện thoại của các luật sư. Báo chí nhà nước hoàn toàn không đề cập tới lời hứa của ông Chung. VOA đã nhiều lần liên lạc để xác nhận thông tin với ông Nguyễn Đức Chung, nhưng không nhận được hồi đáp. Một số nhà quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói, sự vắng mặt của ông Chung ở Đồng Tâm không những không làm giảm nhiệt căng thẳng, mà còn khiến người dân thêm mất niềm tin vào chính quyền. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Tôi e rằng nếu với tình hình như thế này thì mọi chuyện nó sẽ còn kéo dài lâu và sẽ giống như vết cửa quang, nó lan ra kể cả một số vùng, một số tỉnh ở miền Bắc. Và ngày hôm nay thì ngày 18 tháng 4 thì đã có 200 người dân Bắc Giang là kéo về Hà Nội để phản đối về cái nạn trưng thu đất đai rồi. Và tôi nghĩ là trong những ngày tới thì sẽ có kể cả một cái làn sóng lớn. Những người nông dân từ các tỉnh họ sẽ kéo về Hà Nội và họ đồng thời là họ phản ứng ở địa phương của họ. Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất và đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan trách nhiệm không đưa ra kết luận rõ ràng. Xô xát bắt đầu nổ ra ngày 15 tháng 4 khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Người dân Đồng Tâm đã bắt 38 cảnh sát cơ động nhốt vào nhà văn hóa địa phương sau khi chính quyền bắt những người đại diện cho dân làng.